thế nhỉ? Khiếu khó. Này. Ý thì xưa thì lấy dao đập. Bao giờ chị khiếu thử xem. Chua kìa. Không ra. Chấm nước măng chua mọi người. Rồi, mời mọi người nha. Chấm thẩm chua. Không ra thật đấy. Không ra mà. Ừ. Chắc là con nó có trứng ấy. Nó chật. Không được ăn phi của nó nha. Phí quá nhỉ. Phí, hơi phí. Phi của nó ấy. Ngon lắm mọi người. Sao cũng ngon. Nó à. Chọc đi nó trong mút hay kiểu ốc ao. Ô đây này con này ra mọi người. Con này ra hết cả phần kiểu nó này. Con gầy nó mới ra. Bạn nó thôi nhỉ. Con béo. Con béo mới ra. Béo xoắn không ra. Ôi đây này to quá. Ra ăn cả phi ốc cũng ngon. Nó làm hấp vào ca. Hát sẽ được vâng. Thìa xúc Nghiệp ơi. À. Rất là giòn. Xin chào các bạn nhá. Chào mọi người nhá. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của gia đình mình. Đây hôm nay là Khay mua được một ít ốc đá ở mấy chị em ở bản mình đi nhặt ở núi đá mọi người ạ. Ở chỗ khu mình thì không có núi đá nhiều đâu, chỉ sang bản khác mới có thôi. Hôm nay mua mấy cân đấy Khay? 4 cân. Này một... nặng đấy, cái này. À 4 cân à. Này nhưng bỏ nó 100.000 một cân à Khay? 90.000. À. 90.000 một cân mọi người ạ. Hôm nay sẽ chế kiểu nào đây? Hấp với xả với nước coca nhỉ, thử xem nhỉ. Hay luộc luôn đi nhỉ, luộc luôn, ốc này phải chín ký mà đúng không? Hả? Ừ, đấy coca phải luộc nhỉ. Chấm dầm chéo với chấm nước măng chua. Chấm dầm chéo với nước măng chua à? Thế giờ phải vào trong vườn để hái xả nhỉ các nhỉ? Xả với cái gì đấy, cho cái gì nữa? Chỉ xả thôi. Khay với chị Sươi đang rửa ốc này mọi người này. Ốc này ăn hơi khó nhỉ chị Sươi nhỉ? Hơi khó, phải ăn thế lắm. Phải rửa cái nắp của nó nhỉ? Mà cái này không được cắt đít của nó. Cái này không được cắt đít của nó. Đợt này ốc đợt này họ đi nhặt được con to. Con bé mang đi thả ở vườn à Khay? Ừ. Sau này chẳng may nó lớn lên đấy nhờ. Con này con bố con có hết. Con bà. Cháu chắc thì để lại à? Ông bà thì thịt đúng không? Đâu? Khác nhau nhỉ? Con loại này loại khác này, loại này kể cả cái vân của nó cũng khác nhau. Khả năng con được con cái hay ạ? Con này chắc trơn hơn ạ. Ừ, sơn. Đây này, loại này nữa này, có cả loại này nữa cơ mà. Này. Hôm nay là sẽ luộc ốc đá này với xả với Coca-Cola. Ăn thử xem nó sẽ như nào, xong cho một ít tẩm chéo nữa mọi người ạ. Rửa nắp, nó xong rồi Khay. À. 30 phút rồi. Ôi, con này nó màu vàng vàng kiểu như béo lắm ý. Cho vào nồi rồi nhé anh em nhá. Chị Sươi đang đập một ít xả để cho vào cùng mọi người ạ. Đây, có ca đây nhá mọi người nhá. Cho vào luôn đi. Hôm nay ăn món ốc đá được có ca chấm nước măng chua thần thánh của Tây Bắc. Thế thôi, chắc thế được rồi. Nếu mà nó cạn mình mới cho thêm nhỉ. Cho
cho muối mình chín vào bác. Cho muối này mọi người này. Có to cho tí chẩm chéo vào không để cho nó ấy. Nó thơm. Cho ớt quả vào đi. Ớt quả á? Cũng được. Ớt quả chín. À. Cho thế thôi chắc ngọt được khó can nữa rồi. Put ở Pháp con như vậy. Cho lên bếp. Chờ một tiếng nữa đã. Giờ đã vào vườn để nhặt rau về chế nước măng chua nhé mọi người nhá. Đây, tối hôm qua được rất là nhiều muối mọi người ạ. Khay vào sẽ đây vừa sôi lên rồi, khay vào sẽ để làm mắm. Cho nó cánh nó ra. Đây cánh nó ra hết xong mình mới làm mắm cho ớt cho gia vị các thứ vào bác. Ừ. Để ăn dần mọi người ạ. Con này nhiều đạm lắm, sạch thức ăn sạch đấy này. Đây đi vào vườn để hái dâu húng các thứ để pha nước măng chua nha anh em nhá. Hết mùa dưa rồi, dưa chuột rồi nhà mình. Đây ở đây một quả này khay này. Này, ở đây một quả. Ui, đây quả nữa. Này, đây một quả nữa này. Ờ đi, cái kia một quả ấy dài dài thôi. Đâu? Ở đây à, đây kìa. Nhặt ở đây một ít rau húng. Rau thơm có không khay? Rau tàu gai đúng không? Đấy từng đấy thôi à? Ừ, cái này thôi. À. Nhặt thêm một ít rau húng vịt nha anh em nha. Ăn một đũa rau tàu gai nhà mình nè mọi người. Rau mùi tàu. Già hết rồi. Đấy ít thôi bác hay. Đấy nhiều không? Dạ, nhai luôn dưa chuột à? Ăn trộm nhá, ăn vụng nhá. Hôm nay có một ít thịt gà nhỉ khách nhờ. Sôi rồi quá. Cái này phải đun đâu thì mấy ngày đấy. Nhiều lửa quá. Ngày đang nhặt sau để nấu canh. Nhập thì nghịch quá đấy nhờ. Làm cái món gì đấy? Rồi. Đây, khay đang chuẩn bị giá chẩm chéo nha mọi người nhá. Cho rau mùi tàu này, tỏi này, ớt khô đã nướng qua than nha mọi người. Còn lá chanh nha. Hai một ít lá chanh rồi. Vì làm chẩm chéo. Cây cảnh của mình này. Canh rau mọi người. Cảm ơn tưới sáng qua. Cho súp này mọi người. Vẫn cho muối mấy ít là tay. Ừ, thêm ít muối. Thêm ít mặt chín. Này,
Chị Xuôi thì đang chuẩn bị thái gia vị để pha nước măng chua nhé mọi người nhé. Pha nước măng chua thì gia vị của nó gồm có rau mùi tàu, rau húng vịt, tỏi, ớt. Đấy, để chấm rau luộc này. Xong là hôm nay đặc biệt là gia đình mình thì chấm ốc luộc mọi người ạ. Chị Xuôi thái có vẻ chuyên nghiệp nhé. Cẩn thận đừng thái thêm tay vào nhé chị nhé. Đây, vớt đây. Mỗi người một việc mọi người ạ, kể ra cũng nhanh. Hằng thì lang vót xe để tí khiếu ốc. Nghiệp thì đứng ngoài động viên cổ vũ thôi Nghiệp nhỉ. Thấy anh ta cũng hơi bị đói rồi đấy. Đúng không? Đây, chị Xuôi vừa thái xong cái gia vị rồi mọi người. Khay vừa cũng vừa giá xong cái món chẩm chéo rồi. Giờ pha thêm nước măng chua nữa là được. Nước măng chua thì vẫn cho thêm muối nhỉ khách nhỉ? Cho một ít muối mọi người nha. Muối với mì chính thôi. Mì chính thì cho ít thôi các bạn. Cho nhiều nó giảm độ chua đi. Phải lắc lên cái này nhá. Nước măng chua trước khi dùng là phải lắc lên nhá mọi người nhá. Giờ cho thêm nước lọc này mọi người. Thôi thế được rồi, sợ chua quá không? Không, hơi chua một tí. À, nhưng mà mình chấm ốc mà nhỉ, phải chua tí chứ đúng không? Chấm như rau luộc. Nếu mà rau luộc ấy thì mình cho ít nước măng chua thôi. Rau luộc hoặc rau sống, ví dụ như rau cỏ bỡ ấy. Có cho tí chẩm chéo vào không? Cho tí chẩm chéo vào đi nha. Cho nó có tí mùi thơm của mắc khén. Ừ ăn đi. Thôi cẩn thận nhé, nóng lắm ấy. Vỏ của nó lấy ra ngoài nhá, đừng cho vào nồi nhá. Đầu vô giúp nào. Ý. Thôi cẩn thận. Nóng lắm. Thế nào có nhất không? À. Ít à? Ăn được không? Ăn tạm được không? Thôi tí ăn ở bàn nữa nhờ. Thịt gà nướng. À kia thịt lợn à? À. Biết chặt thịt gà hôm nay cần giúp không? Biết chứ. Tưởng không biết thì chỉ biết ăn thôi. Hôm nay luộc coca ăn thử cho Vinh ạ. Nhìn hấp dẫn phết chị nhỉ. Thơm. Ông không biết đi đâu, còn bà thì đi việc rồi. Tí ông mới đến. Nghiệp nó đi gọi. Làm kiểu selfie. Selfie à? Lại cho cúng Facebook à? Cúng Facebook ăn trước rồi. Mọi người ăn cơm gia đình mình nha. Cơm gia đình nha. Cơm gia đình nha. Đâu chạm nhau tí xem nào. Uống ơn ốc với coca đây hôm nay à? Cảm ơn ốc đá bèo.
Coca rồi xong tắm mèo ngủ với Coca rồi rồi bây giờ lại chạm chè Coca này. Ừ. Mời mọi người ăn cơm cùng gia đình mình nhá. Nào ăn thử xem món ốc nào chú Vinh ơi. Có hai nước chấm nhá, một cái chấm nước măng chua, một cái chấm chẩm chéo. Chú lấy Hằng là chấm nước măng chua. Nấu đây. Thịt xơi à? Ôi đừng nói cái phần đầu nó. Hay là luộc lâu quá nhỉ? Chấm nước thần thánh. Chấm nước măng chua à? Ôi không biết hiểu đi không quý vị. Ngon đấy. Cái này kiểu mình luộc thế ra Coca này mình ăn nó có vị giòn, nó giòn. Ăn nó giòn, mềm giòn. Ngon thế nhỉ? Mời đi mời đi. Ăn đi. Cái đấy. Này chua chua ngọt ngọt. Chị Khai đi nhà con này. À, mấy chị em ở trong bản nhà thôi. Trời mưa xuống mới chấm dầm chéo. Trời mưa xuống mới chấm dầm chéo à? Bắt lối nhau ghê quá chú Vinh nhờ. Thế nào? Chấm nước nào ngon hơn? Chú nhờ mỗi thứ ngon một này. Cái này cả nhưng mà cái này thiếu nó có da đâu thiếu da loại con nhỏ da mà đây đây là mọi người thì con nhỏ thì xem con to da quá con to nó không da này kiểu gì nhỉ đây ô kiểu như nó không da cả cái phần đuôi của nó nhỉ phí thế nhỉ kiểu có phí thì xưa thì lấy dao đập. Rồi chị khiêu thử chua không ra chấm nước măng chua mọi người rồi mời mọi người nhá không ra thật đấy không ra mà ừ. Chắc là con nó có con nó có trứng đấy nó chật không được ăn miệng của nó nhỉ phí quá nhỉ phí hơi phí miệng của nó ấy. Ngon lắm mọi người chấm chấm sau cũng ngon chọc đi nó trong nước kiểu ốc ao. Ô, đây này con này ra mọi người. Con này ra hết cả phần tiểu nó này. Con gầy nó mới ra. Bạn nó thôi nhỉ. Con béo mới ra. Béo xoắn không ra. Ôi, đây này to quá. Giờ ăn cả tiểu nó ngon. Nó không ra. Ngon làm hơi cọc cá. Thế thế. Chia xúc nghiệp ơi. À. Theo vị của mình thì chấm nước măng chua ngon hơn. Chấm nước măng chua ngon hơn đúng không? Wow. Không có luôn. Không có gì luôn. Gì vậy? Gì? Bạn tha cho nó gì vậy? Ừ. Có lẽ phải càng được. Ngon nhỉ? Ngon chưa? Này, chúng ta đến đây, anh Kiên. Mời mọi người nhá, 90.000. 90.000 con này. Con nhỏ thì... Thôi mà chấm dầm chéo mọi người. Đúng rồi, chả nhỏ cả. Cái chả nó 45.000 thôi, thịt nó một nửa. Cái phần vỏ nó mới nhiều quá, nó còn nặng hơn phần gì nữa. Cái này tí để hàng xiên lỗ thủng vào đây xong lấy cái dây buộc làm buộc trang sức đấy. Nếu mà làm dây chuyền chú anh này nếu mà kiểu kiểu đúng cách nó phải thế này cơ nó cũng xoắn như kiểu ốc rồi mà nhưng mà có con không ra đâu đây này phải xoay kiểu này cơ phải có kỹ thuật đấy. Cái này ăn cái này chẳng ăn cái này ăn cái này phải thông minh chứ ngu là không ăn được không được ăn kiểu như là miệng của nó mùi mùi đấy mà này ăn sướng con trai rất sớm hơn nước măng chua cái chén nọ
xoay máy nó mới không ra được. Thầy bố còn nhanh. Bố thì thường ốc thì ít đi ăn, nhưng mà ốc cá này thì vẫn ăn được. Có con nó dính ra nên là phải kiểu hai công đoạn, ba công đoạn đi chống làm kéo được đây nào, tức là làm khoảng ba chặng mới ra hết được ba chặng. Được chưa? Được chưa? Thì là không ai ăn được, hiểu không? Thì là mình mua món này. Ăn con này từ sao? Cùng thủy nó sẽ bổ ăn được. Cái này phải rất từ từ nhé. Nếu mà mạnh tay là khỏi luôn. Đây cả tăng sẽ rất là phải chi viện. Không bị ngần. Cầm ăn mà. Phải đi. Đây. Bây giờ con nào cũng như con nào được hết thôi anh ạ. Có kinh nghiệm rồi đấy. Có kinh nghiệm rồi. Em mua rồi. Thông minh ra rồi. Vui lắm. Phần thưởng. Phần tiền nó vui vui rồi. Con này như nó không ăn cái con này nó ăn đất nhỉ? Ăn dòng rêu thôi, ăn cây mục. Cây ok, con này mình chủ quan thì đứt mất rồi. Khí quá. Cứ thể mưa đi bắt. Dụng nó đi. Không biết nó có làm. Còn đứa này đầu hàng không? Vâng. Hình như nó xuống rồi sao? Không nặng tiền mưa cả ngày thì đứt rồi thì không xuống. Nhưng mà đứt mà tháng này không được đâu cá. Núi đá thế này. Núi đá nó có hay gì? Hai con trở nên như vậy. Hai con này phải đẹp ra mới được ăn này. Con này thì cảm giác nó dính như thế nào? Nó dai, nó dính này. Cực kỳ đấy. Con nhỏ này có vị khác, có mùi khác nhỉ? Con này mùi đất rồi. Ai nhìn đây mà con nói. Không nói không biết bám nhỉ? Không biết bám hay lá cây với nó. Ăn không? Thiếu cho một con. Không cần à? Tự mình chịu một thiếu mới ăn à? Này nó có mấy loại không? Thôi lấy mấy con rồi nhỉ? Con này thì khác. Không lớn rồi à? Con này thì khác. Ông bà, ông bố, ông mẹ, ông con, ông cháu. Sao đây? Này, vỏ nó khác nhau này. Để loại đấy. Cái loại đó. Để đi môi thì để sẵn đây mà đây là các loại một loại này. Hai loại đây. Hay là loại này là con mẹ, con là con bố. Một là cá nhà nó cái nguồn này. Con phụ. Nó không lốt, nó không bạc. Thật đi, mình có thử cái gì? Không ăn được kia, nó lại kia cho mình nhỉ?
Thì anh ăn thôi. Ngon hả? Nó mùi. Ba con đi ăn cái gì đó. Đi ăn là. Ba con đi ăn là. Thì ăn ngon nhá. Thuốc nó ở chỗ này đấy. Hết một đĩa rồi mọi người, chuẩn bị đĩa thứ hai. Anh em mình ăn hôm nay ăn húc là quá sướng. Cứ chiến lại vào. Hôm nay vừa ăn vừa tiết kiệm. Giờ là mình xin phép được kết thúc video của mình ở đây các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi ủng hộ kênh của mình. Xin chào mọi người nha. Miếng. Cái này gọi là ốc bạch mọi người ạ. Ốc vàng thì đúng hơn đúng không? Ốc trắng à? Trắng mà.